Hồi trước đi vào là một con hẻm đứng đất nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ người ta mở rộng ra đó, rộng ra thành hai làn xe luôn. Ngon lành chưa? Nhà đẹp quý vị trước mặt của chúng ta đấy, làm homestay đó quý vị, homestay khách sạn này, thiết kế hơi đẹp. Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023. Mình đang có mặt tại đầu đường Phạm Ngũ Lão quý vị ha. Nếu như mà đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ ra hồ Xuân Hương. Từ đây ra đó tầm khoảng 200m quý vị. Còn đi thẳng là chúng ta sẽ đến đường Bà Triệu quý vị ha. Trước mặt của chúng ta có cây xăng. Cây xăng này nằm ngay trung tâm luôn quý vị. Nếu như mà quý vị đi xe ô tô hoặc đi xe máy, đặc biệt là bà con mình đi xe máy ha, hay chạy lăn quanh tìm đổ xăng, thì ở ngay trung tâm này, ngay con đường Phạm Ngũ Lão có cái xăng, rất là tiện lợi cho bà con mình đổ xăng để đi chơi luôn ha. Hoặc là con đường Nguyễn Văn Cừ đó. Đà Lạt hôm nay là ngày thứ sáu, trời nắng rất là đẹp và trên bầu trời có những áng mây trắng, nhìn bầu trời rất là đẹp luôn. Hôm qua nói là Đà Lạt có mưa nhưng mà cuối cùng không mưa quý vị, nguyên cả ngày hôm qua không mưa nổi ha. Mùa này hên xui quý vị, mưa cũng được không mưa cũng được, trời mát mẻ là được rồi quý vị ha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi vào những cái con hẻm mà có những cái quán ăn bình dân nữa quý vị ha, để cho bà con mình ăn sáng ăn đồ đó, thì có thể ghé đến để ăn ha, rẽ vào cái con hẻm này được. Đây là con hẻm nối đường Phạm Ngũ Lão và đường Bà Triệu quý vị. Vào hẻm này thì có quán bánh canh cá lóc đó, bánh canh cá lóc được quý vị nè, rất là rẻ luôn, mỗi tô tầm khoảng 30.000 quý vị, cũng như là có quán bánh bèo, nó bánh bèo đối diện luôn, chúng ta có thể ghé vào đó ăn ha. Mình lâu lâu cũng hay tới đó ăn đấy. Bánh canh cá lóc là cái món ăn đặc sản từ miền ngoài miền Trung, đặc biệt là Huế, Quảng Trị, họ du nhập vào đây á, họ nấu hiện tại bây giờ cũng khá là thịnh hành. Ngoài quán này ra thì bánh canh cá lóc cũng có quán bánh canh Chú La, bánh canh cá lóc Chú La nằm ở bên đường Bùi Thị Xuân quý vị ha. Mình sẽ lên con hẻm này. Hẻm này có bún riêu, hủ tiếu đó. Bún riêu gì cạnh quý vị ha. Rồi qua bên này có hủ tiếu, hủ tiếu Linh. Mình hay ăn ở đây. Hủ tiếu Linh này mỗi tô 30-35 đó. Bánh bún riêu cũng thế quý vị. Người dân địa phương cũng như khách du lịch họ biết, họ vào họ ăn quý vị ha. Con hẻm này là ở Bà Triệu. Khu vực này là những cái dãy nhà tập thể của bà con mình ngày xưa đó quý vị. Cho nên chị quý vị có thể thấy là có nhiều nhà nó cụ kỳ ha. Bún riêu này mình ăn tầm khoảng thường thường là 9-10 giờ là hết quý vị ha, 10 giờ. Hôm nào bán ế thì tầm khoảng 10 giờ là hết quý vị ha. Đó. Ngoài ra có rất là nhiều những cái con hẻm mà bà con địa phương hay ăn, ăn sáng đồ đó quý vị. Những con hẻm ở bên đường Hoàng Diệu. Nói chung là quý vị ăn uống ở đâu cũng thế quý vị, kể cả người dân địa phương hay cứ đi sâu vào trong những con hẻm là có những quán ăn, ăn sáng ăn đồ khá là rẻ luôn. Bà con địa phương mình hay tới lui để ăn uống. Còn ngoài mặt tiền đường thì nó mắc, nó mắc là tại vì người ta thuê mặt bằng
giá cao thì mắc thôi quý vị, cái chuyện đó hết sức bình thường ha. Bây giờ chúng ta đi du lịch hay là đi đâu cũng vậy hết á, chúng ta quan trọng là biết cách sử dụng dịch vụ thì nó sẽ phù hợp với chúng ta thôi. Có hai vấn đề ở đây mà chúng ta nói đến là chặt chém. Chặt chém đôi lúc chúng ta cũng hay bị lầm tưởng, đó là giá đắt không hẳn là chặt chém đâu quý vị. Đó, giá đắt nhưng mà người ta có để giá cả niêm yết, menu niêm yết đàng hoàng, cho nên mình vào mình thấy phù hợp thì mình ăn, thì cái đó gọi là giá mắc chứ không phải là chặt chém đâu quý vị ha. Chặt chém thì nó khác, chặt chém là để giá cả không có minh bạch đó, vào ăn xong rồi mới hô giá lên trên trời á, cái đó mới gọi là chặt chém đó quý vị. Còn một khi mà một cơ sở nào đó để giá công khai rồi thì không còn gọi là chặt chém nữa, mà gọi là quán đó bán mắc thôi đó. Thì mình vào mình thấy menu mà thấy phù hợp thì mình sử dụng, còn không thôi quý vị. Chính bản thân mình á, mình là người dân địa phương này quý vị, nhiều lúc đi ăn đi mua một món hàng nào đó thì nhiều lúc mình cũng ráng thể hiện rằng là mình là người địa phương đó, mình là người ở đây, là vì cái giọng nói của mình đó quý vị. Giọng nói của mình nhiều lúc họ nghĩ rằng là mình không phải là người ở đây mà mình là khách du lịch đó. Nên mình ráng thể hiện làm sao á để mình là người dân ở đây, người dân lao động bình thường, và mình là người địa phương, để cho họ bán cho mình có cái giá phải chăng đó. Mình thấy có một vài cơ sở họ cũng nhìn mặt đó quý vị. Đây là con đường Lê Hồng Phong quý vị ha, Lê Hồng Phong chạy thẳng lên về Triều Việt Vương và đi Hồ Tuyền Lâm luôn á. Hôm nay mình chạy vòng đi vô An Sơn đấy quý vị ha, vô An Sơn đi. Ở nhiều lúc có nhiều cơ sở họ nhìn mặt đó quý vị, họ người thấy mùi khách du lịch gái là họ sẽ bán giá khác liền, và thấy mình là dân địa phương á là bán giá khác liền. Mà dân địa phương mà nếu như mà ở khu vực sinh sống mà quen á thì họ cũng bán giá khác. Mà người dân địa phương nhưng mà ở ví dụ ở phường khác tới, hoặc là ở đâu đó tới xa xa tới, họ nhìn là họ cũng bán giá khác luôn. Bây giờ ở đâu cũng thế vì cũng có nhiều người họ làm ăn kỳ cục lắm. Cho nên nhiều lúc mình đi mua mình cảm thấy nó mắc một cách bất thường, lần sau mình không ghé nữa đó. Tại vì mình cũng hay đi chợ đi búa, rồi mình hay mua cho cái này cái kia là mình biết quý vị. Kể cả dân tài xế ở đây ai thế quý vị, đi vào ăn cũng ráng đưa cái chìa khóa ra đó. Hoặc là mặc cái bộ đồng phục ráng, tôi là tài xế chứ không phải là khách du lịch, bán cho tôi là mấy cái giá nó phải chăng đó, chỉ là thể hiện mình ra như vậy cho người ta biết như vậy đó quý vị. Khổ lắm luôn. Cho nên nhìn mình từ bảo vệ mình và từ phòng thủ mình quý vị, đi đâu cũng thế, kể cả mình là khách du lịch mình cũng biết lựa chọn những cái nơi nào mà giá cả nó phù hợp đó. Khi mà bước vào cái là vừa ăn ngon mà vừa giá cả phải chăng, là tự nhiên cái cảm giác của mình nó rất là thoải mái luôn ha. Rồi tới đây là con đường Triều Việt Vương quý vị, Triều Việt Vương nối thẳng về Hồ Tuyền Lâm ha. Hôm nay chạy vào khu dân cư An Sơn đấy quý vị, An Sơn thăm khu biệt thự ha. Có những cái dự án làm khu dân cư ở trong đó lớn lắm, và coi thử tiến độ họ làm như thế nào. Nói đến bất động sản thì hôm vừa rồi cũng gần đây thôi, hôm qua hôm kia vậy thôi quý vị, mình cũng có quen một người bạn làm bên bất động sản cũng kỳ cựu luôn, 6-7 năm làm bất động sản rồi quý vị, giao dịch bao nhiêu là khách hàng rồi, nhưng mà cuối cùng cũng bị lừa. Thì nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ lên đây á, để cho quý vị cùng biết mà né ha, cũng biết mà né, mà đặc biệt là những anh chị nào làm bên ngành bất động sản á cũng biết mà né luôn, cảnh giác luôn. Thật sự ra cái phương thức này nó cũng không có mới mẻ gì, nó cũng cực kỳ đơn giản thôi, nhưng mà anh này anh sập bẫy một cái khá là đau. Xin chia buồn với anh này.
Cụ thể là có một chị khách ở dưới Lạc Dương đó quý vị, gửi cho cái anh bạn anh này là để bán giùm một lô đất quý vị ha, đưa sổ đỏ sổ điếc cho anh xem luôn. Thế là anh tin tưởng và anh không biết sao mà lại quen biết đến một cái người mà người khách hàng mà người khách hàng này cũng quen biết với chị chủ nhà này luôn. Thế mới đọc chứ, thế dẫn khách lên rồi này kia coi đất coi đai xong xuôi hết rồi, anh nói anh về là anh nói là anh điền lại, anh nói là tôi bây giờ tôi đi Đức Trọng rồi mà tôi ưa lô đất này quá tôi chốt luôn, anh có gì là anh có tiền cho tôi vay 100 triệu để tôi đặt cọc trước rồi chiều tôi về tôi trả cho. Nhưng mà anh này anh nói là với số tiền 100 triệu thì chắc không có đâu đó. Thì một hồi sau thì cái chị chủ đất chị mới điền lại cho anh môi giới đó, anh nói bây giờ là có chốt không à, chốt đặt cọc dự trù đi, không thôi là có người là khách lấy bây giờ đó. Thế là không biết làm sao mà anh này anh điền cho anh khách, anh khách nói bây giờ thôi bây giờ cho tôi mượn 20 triệu cũng được, đặt cọc đi, đặt cọc cho tôi 20 triệu đi rồi chiều tôi về tôi trả lại cho, tôi lên tôi ký hợp đồng và chốt luôn. Thế là anh cũng tin tưởng đặt cọc cho 20 triệu đó. Và chiều về tối về là thấy là điện thoại là cho chủ đất cũng OIE, điện thoại cho khách hàng cũng OIE luôn. Thế hai người này thông đồng là bây giờ móc nối nhau là lừa anh môi giới, trời đất ơi. Đó, quý vị hết sức cẩn thận trong cái vấn đề này quý vị ha. Những cái chiêu thức thủ đoạn nó vô cùng đơn giản thôi nhưng mà dễ sập bẫy lắm. Tại vì trong cái thời buổi làm ăn khó khăn, bất động sản nó đang đứng hình, nhiều môi giới làm ăn khó khăn cũng đang bỏ nghề và thậm chí là đi làm những cái nghề khác để sinh sống. Còn hên thì gặp được một khách hàng nào đó thì giao dịch thì kiếm sống còn không thôi, chứ không có làm chuyên nghiệp giống ngày xưa nữa. Mình làm chuyên nghiệp không có khách hàng. Mà chính vì vậy lúc nào mà vỡ được một cái khách hàng nào sụp sộp một chút đó quý vị thì ngay lập tức rất là mừng, sợ mất đó, phải giữ cho bằng được, chăm sóc cho bằng được, và cuối cùng là bị khách hàng họ lừa luôn, những đối tượng lừa đảo họ lừa luôn. Những đối tượng này không nên nói là khách hàng, nói là đối tượng lừa đảo ha. Khách hàng này nó đánh đồng với những cái vị khách hàng chân chính. Và đây là con đường An Sơn quý vị. Bây giờ rất là nhiều những cái thủ đoạn lừa tinh vi. Những hôm vừa rồi thì người ta lừa nhà hàng, lừa bánh mì đồ này kia, mình cũng có thông tin cho quý vị biết rồi, quý vị cũng biết rồi ha, mình cũng không nói lại nữa. Ở đâu đó lâu lâu cũng xảy ra những cái cú lừa hay thiệt. Vì hết sức cẩn thận ha. Làm ăn bây giờ khó khăn, 20 triệu đối với người giàu thì thật sự không là vấn đề, nhưng mà đối với người nghèo đi cày bục mặt nhiều lúc 2-3 tháng trời mới được lương chừng đó đó quý vị. Làm bục mặt luôn ý. Đây là khu dân cư An Sơn quý vị. Đây là khu quy hoạch biệt thự đấy. Đi sâu vào trong này quý vị ha. Ngày xưa ở đây là vườn tược, chỉ là những cái quả đồi và làm vườn thôi. Sau này người ta quy hoạch thành khu dân cư. Nếu như mà ở sâu trong này mà đi ra chợ Đà Lạt tầm khoảng 5-6 cây số quý vị. Năm vị trí trong này cũng đẹp quý vị. Quý vị có thể thấy xa xa là những cái quả đồi bao bọc ha, đồi núi. Nhìn về Hồ Tuyền Lâm này kia đẹp lắm luôn đó. Ở đây là nhìn về những cái khoảng đồi núi ở dưới Hồ Tuyền Lâm quý vị. Ngoài mặt tiền thì còn những cái mảnh vườn đẹp ha. Mảnh vườn đang làm như vậy nhưng mà sau này hơi bị giá trị luôn. Hiện tại bây giờ rất là giá trị luôn. Bà con mà mới xem sau này khi mà mình nói đến những cái vấn đề mà bất động sản chia sẻ này kia mà con không hiểu, bà con mình cũng nói là cẩn thận bị lùa gà, tức là sợ mình lùa gà người khác ấy. Thì cái đó cũng đúng, người ta cũng cảnh giác như vậy là cũng đúng, quý vị luôn luôn cảnh giác ha. Tại vì khi mà mua đất mua đai này
rồi cưới vợ gả chồng, những làm những cái việc hệ trọng gì đó là phải nói là không không thể nào mà xuống quyết định một cách nhanh chóng được. Người ta suy nghĩ đắn đo hết sức cẩn thận luôn, không phải đơn giản đâu ha. Mình thì không phải là người làm trong bất động sản đâu, mình không có buôn bán hay là bất cứ một cái sản phẩm nào hết, buôn bán bất cứ một sản phẩm nào hết quý vị ha, không có lừa lọc hay là lùa gà gì ai hết trơn. Mình chỉ chia sẻ, mình biết những cái gì thì mình nói lên đây chia sẻ một cái góc nhìn của mình để cho bà con mình gọi là trao đổi tham khảo cho vui quý vị đó. Nhiều bà con lên nhiều lúc trao đổi, có người vào bình luận họ chia sẻ này kia thì mình cũng tham khảo ha. Vì nhất là bà con mình ở xa muốn về lập nghiệp Đà Lạt á, cũng là nước là cái không có biết, không phải, nó chỉ đơn giản vậy thôi quý vị. Đó, bây giờ người, ở đây người ta mở con đường đi thẳng vào trong kia đấy không? Mình chạy thẳng vào trong cái đường này đang làm dự án đó quý vị, dự án khu dân cư. Đường này hồi trước mình có đi vào rồi quý vị nè. Hồi trước đi vào là một con hẻm đường đất nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ người ta mở rộng ra đó, rộng ra thành hai làn xe luôn, ngon lành chưa. Đổ nhựa vô luôn, wow, quá tuyệt vời. Và bên phía tay phải của chúng ta là khu quy, một khu dự án nhà ở đó, rất là đẹp luôn quý vị. Mình vòng xuống đây một cái ha. Bây giờ người ta cho vô rồi nè, hồi trước là người ta đóng cửa quý vị, dự án đang làm người ta đóng cửa, bây giờ cho vô, tại vì ở dưới này cũng có cư dân người ta mua nhà ở rồi quý vị ha. Đó, khu quy hoạch quá tuyệt vời luôn. Đó, quý vị nếu mà có tiền cũng dòng dòng vào trong này mua nhà ở ha. Cách đây mấy tháng là đang xây dựng nhưng mà bây giờ là có người ở trong rồi quý vị. Xuống đây có chốt bảo vệ, mình nghĩ chỉ có là cư dân ở trong này mới được vào thôi. Đó, khu quy hoạch mới luôn ha, quá tuyệt vời. Mình tưởng là họ quy hoạch nhà biệt thự, thế là cũng nhà liền kề thôi quý vị. Thế là bây giờ có một con đường mới rồi, đường mới chạy thẳng vào trong cái khu vực mà mở đường ra như vậy là người ta sẽ quy hoạch tại là thành khu biệt thự hoặc là khu dân cư, khu nghỉ dưỡng gì đó quý vị. Trong đó cũng có nhà dân ha, tuy nhiên mình nghĩ chắc người ta sẽ giải tỏa đền bù thôi. Đó, khu nhà An Sơn. Rất là đẹp luôn ha. Trời ơi. Tuy nhiên có nhiều anh chị mà thích về Đà Lạt định cư, họ không thích những căn nhà ở như thế này quý vị. Họ thích những căn nhà nhỏ thôi nhưng mà vườn phải lớn. Đó, nhà gỗ đơn sơ được, nhưng mà có mảnh vườn để người ta vui thú điền viên, trồng cây trồng cối này kia. Chơi những căn nhà mà ví dụ hào nhoáng đô thị, mặt tiền rồi ồn ào này kia người ta cũng không thích. Vì ở dưới, nếu như mà như vậy thì nó ở dưới Sài Gòn có mà đầy đó. Vào những cái khu đô thị VIP của người ta nhìn hoàn tráng hơn nhiều lắm. Như bà con mà về Đà Lạt định cư, ai mình nghĩ ai cũng muốn có một cái nhà nhỏ nhưng mà một cái vườn lớn để mà vui thú điền viên ha. Trong có đó bản thân mình ở Đà Lạt mình cũng thích cái kiểu như vậy luôn. Đó.
Nếu theo con đường dưới này quý vị, rẽ trái vào đường đất là chúng ta sẽ băng qua những cái khu rừng mà về bên con đường Huyền Trân Công Chúa luôn quý vị ạ, về nghĩa trang Du Sinh, băng xuống khu vực đường Vành Đai Ba đó. Đường đó hồi trước giờ mình đi hơi bị nhiều rồi, bây giờ không đi lại nữa. Ở khu vực quanh quanh đây đất trống rất là nhiều luôn quý vị. Đó. Xung quanh này cũng có người ta bán đất được quý ha, đất biệt thự đấy. Ai cần mua đất biệt thự vào trong này mua ha. Lô đất tầm khoảng 250 cho đến 500 mét vuông. Nếu như mà ở trong phố mà mua 500 mét vuông làm cái nhà nhỏ thôi quý vị, không cần phải xây một cái biệt thự lớn. Nếu mà để ở không á thì lúc đó sẽ có một cái khoảng vườn để chúng ta làm ha. Vườn nhỏ thôi nhưng mà thiết kế đẹp là vẫn đẹp thôi. Ở đây có nhà đẹp quý vị, trước mặt của chúng ta đây. Làm homestay đó quý vị. Homestay khách sạn này. Thiết kế hơi bị đẹp lắm. Thích luôn quý vị. Nhà đây mắc lắm quý vị ạ, không rẻ đâu. Nhà giấy tờ sổ sách xây dựng rõ ràng, lý lịch rõ ràng thì nó vô cùng mắc luôn ý. Để mình dừng đây mình quan mình coi cái. Ở bên này là khu Tăng Sơn quý vị này. Con đường Vành Đai Ba đang làm bên kia đó. Đó, nó băng vòng đó quý vị ha. Rất là lớn luôn á. Và băng về Huyền Trân Công Chúa ha. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Diện mạo Đà Lạt tầm khoảng 10 năm nữa quý vị. 10 năm nữa thì nó sẽ... nhiều người tới sẽ nhận ra, thậm chí bản thân mình đi vòng nhiều lúc quay lại nhận không ra luôn đấy. Đất trống còn nhiều lắm quý vị. Đó, những người mà đất trống người ta trồng khoai lang rồi này, khoai lang rồi trồng su ha. Khi mà đường Vành Đai Ba làm xong, kia đèo Ren làm xong và người ta chỉnh trang đô thị lại đó là làm một cái bộ mặt mà nói là mình nhìn sẽ đẹp rất vị. Hiện tại bây giờ người ta quản lý ngày kia khắc gao, ngày trước Đà Lạt lộn xộn là do ngày trước đó quý vị, ngày trước người ta quản lý chưa chặt, còn bây giờ quản lý chặt và người ta sẽ tiến hành chỉnh trang này kia lại thì nó sẽ tương lai nó sẽ đẹp rồi quý vị, mình nghĩ là như vậy đó, hy vọng là như vậy ha. Vào như là chạy lên con hẻm này là lên đồi An Sơn quý vị. Không biết lên được không. Chùa. Ồ, cái này vô nhà người ta chứ không phải là vô chùa quý vị. Ở đây nhìn qua bên kia là khu vực Ngô Thị Sĩ và Dinh Ba quý vị ha, Dinh Bảo Đài đấy. Đây có cái view đẹp đấy chứ. Đường Vành Đai Ba khi mà làm xong đó, thì những cái khu rừng bên kia là có việc người ta nhòm ngó cũng ghê gớm, từ tư nhân cho đến những doanh nghiệp người ta nhòm vào những cái khu rừng, những cái khu đồi như vậy để mà có những cái view đó.
nếu như mà nhà nước quản lý không chặt là những cái khu đồi, những cái khu vực đó là nó nguy cơ đó. Chính vì vậy những mảng rừng nó là buộc phải bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, không được để bất cứ một cái ai mà xâm phạm vào một khu vực đó hết quý vị, bất cứ lợi ích nào ha, đưa vào đó một cái là tan hoang luôn á. Vì đường vành đai 3 mà khi băng qua giao thông đi lại thuận tiện á, chỗ đó chắc chắn sẽ phát triển sầm uất lên, giàu có lên. Nhưng mà rừng là bắt buộc phải bảo vệ đó. Thì có như vậy nó mới đẹp, nó mới giữ được cái Đà Lạt, chứ còn không là không giữ được đâu. Và mình nghĩ những cái người mà làm bên cấp lãnh đạo, người ta cũng nhìn ra được những vấn đề như vậy, chắc chắn là người ta sẽ nhìn ra được, người dân mình còn nhìn ra được, huống hồ chứ người ta lãnh đạo quý vị. Chính vì vậy họ cũng đau đáu để bảo vệ đó quý vị. Rồi thôi mình đi ra lại quý vị ha. Hôm nay đi vòng dẫn quý vị đi tham quan rồi này kia, từ hẻm hóc rồi đến khu nhân cư, nhà cửa nhà giàu này kia luôn, cho quý vị xem cho nó vui quý vị ha. Cũng như chia sẻ đến quý vị cái vấn đề mà hồi nãy mình nói là cái anh đó làm môi giới mà bị dính bẫy đó, kinh nghiệm đây mình vẫn bị dính bẫy như thường đấy, để quý vị cùng cảnh giác ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống.